mỗi quận huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, được xem là giải pháp đột phá của thành phố Hồ Chí Minh để khai thác tiềm năng vốn có, tạo ra nhiều lựa chọn mới lạ hơn cho du khách. Hầu hết địa phương đã xây dựng được sản phẩm bước đầu. Vấn đề là làm sao để đưa các sản phẩm du lịch đi vào chiều sâu, tăng tính trải nghiệm và không ngừng đổi mới. Có như vậy mới đáp ứng được thị hiếu của nhiều đối tượng du khách, không chỉ phục vụ mùa cao điểm du lịch mà còn hấp dẫn du khách ở nhiều thời điểm khác trong năm. Lái xe Vespa khám phá quận 3 đa sắc màu, Phú Nhuận nơi ta tìm về, chuyện nhỏ trong lòng chợ lớn. Hàng loạt sản phẩm du lịch vừa được các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt để phục vụ mùa cao điểm du lịch cuối năm. Lợi thế về các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng đang được phát huy tối đa để thu hút du khách. Nét đặc trưng đã có, nhưng lại chưa tạo được nhiều điểm nhấn bởi nguồn lực của mỗi địa phương có hạn. Phải có một mô hình, theo tôi là một mô hình kết hợp giữa doanh nghiệp, du lịch, có thương hiệu, thực sự là có nhiều ý tưởng để xây dựng, bởi vì mỗi một cái chương trình du lịch nên bắt nguồn có một cái câu chuyện của nó, tạo được sự hấp dẫn, kích thích, thu hút của du khách. Và cái sự kết hợp đó là chủ động về phía doanh nghiệp này, về phía cộng đồng địa phương và đặc biệt là chính quyền các địa phương, thì trong việc xây dựng sản phẩm này, quảng bá sản phẩm và thu hút đầu tư. Hơn ai hết, chính quyền các địa phương và người dân các địa phương sẽ hiểu về văn hóa bản địa của mình, hiểu về những tài nguyên, về truyền thống đấu tranh hào hùng của mình, và đó chính là cơ sở cốt lõi nhất để chúng ta có thể hình thành và xây dựng phát triển sản phẩm. Và cùng với lại các địa phương và các doanh nghiệp thì ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá về các sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Để các sản phẩm du lịch địa phương có thể duy trì phát triển, không chỉ sự liên kết giữa doanh nghiệp với địa phương, mà sự liên kết giữa các địa phương với nhau, thậm chí là liên kết vùng với các tỉnh xung quanh cũng hết sức quan trọng. Có thể chọn cái phương án kể cả đường bộ lẫn đường sông. Ví dụ đường sông từ đây chúng ta ra Nhà Bè để đi vòng lên Cù Lao Phố và chúng ta cả một câu chuyện một ngày. Còn gắn liền với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khu chợ lớn, rất là nhiều những cái đền miếu hay là những cái hội quán của đồng bào người Hoa ở thành phố. Như vậy chúng ta kết nối nó lại. Thành phố Hồ Chí Minh có thể kết nối với Tây Nam Bộ, không gian văn hóa sông nước lại là một cái không gian khác và du khách sẽ cảm thấy thú vị khi mà ta chuyển đổi từ cái vùng này sang một vùng khác, lại có một cái trải nghiệm khác. Chúng ta mở rộng không gian du lịch cả trên cảng, cả trên hệ thống mặt nước và hệ thống kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh, vùng ven biển, trong rừng ngập mặn, và chúng ta mở rộng cái hoạt động du lịch cả ban ngày cũng như là hoạt động du lịch ban đêm, bởi vì nó rất hiệu quả và nó thu hút, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm du lịch mới. Đặc trưng nhưng không tách biệt, chỉ khi các sản phẩm du lịch địa phương được sâu chuỗi thành các tuyến du lịch đặc trưng, việc quảng bá mới có sức hút riêng và tạo được ấn tượng trong lòng du khách. Mục tiêu không phải số lượng mà là giá trị mang lại từ các sản phẩm này với điểm nhấn gắn liền với từng địa phương, với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.